Chào mừng các bạn nhỏ đến với chương trình dinh dưỡng và sức khỏe được thực hiện bởi công ty Ajinomoto Việt Nam. Chúng ta cùng tìm hiểu về thịt bò nhé. Đây là thịt bò. Trong tiếng Anh, thịt bò đọc là beef. Beef. Thịt bò được chia thành nhiều phần khác nhau như thân lưng bò, gầu bò, bắp bò, sườn bò, ba chỉ bò. Thịt bò rất giàu chất đạm. Chất đạm có vai trò rất quan trọng. Chất đạm là thành phần cấu tạo nên cơ bắp, tim, xương và các cơ quan khác trong cơ thể của chúng mình. Chúng mình cùng đọc một số từ tiếng Anh nhé. Chất đạm. Protein. Protein. Cơ bắp. Muscle. Muscle. Tim. Heart. Heart. Xương. Bone. Bone. Cơ quan. Organ. Organ. Protein is the building block of muscles, heart, bones, and other organs in our bodies. Chất đạm là thành phần cấu tạo nên cơ bắp, tim, xương và các cơ quan khác trong cơ thể của chúng mình. Ngoài ra, thịt bò còn là nguồn chứa chất sắt tuyệt vời cho cơ thể chúng ta, cùng với các loại vitamin như vitamin B12, vitamin B6, kẽm. Vị đặc trưng của thịt bò chính là vị umami đó các bạn. Vị umami là vị ngon, vị ngọt của thịt, hải sản và các loại rau củ quả giúp món ăn của chúng ta ngon hơn. Đây là một trong năm vị cơ bản bên cạnh chua, ngọt, đắng, mặn. Thịt bò có thể nấu thành nhiều món ăn ngon, ví dụ như thịt bò kho trứng cút, thịt bò hầm đậu trắng, thịt bò kho cà rốt. Chúc các bạn nhỏ ăn ngon miệng và nhớ ăn hết suất ăn của mình nhé. Để đón xem nhiều thông tin bổ ích về dinh dưỡng của thực phẩm khác, các bạn nhỏ hãy thường xuyên theo dõi chương trình Dinh dưỡng và sức khỏe nha.